Xin chào quý khán giả của kênh YouTube 100 episode. Hiện giờ thì Trâm đang ở quê. Trâm mới vừa về quê nhưng mà Trâm chưa về nhà nữa. Trời ơi, cái lỗ tai nó còn ù luôn á trời. Bây giờ thì Trâm sẽ vô thăm nhà của ba của chú anh chị chú Văn ha, để coi tình hình xây nhà như thế nào rồi. Ồ, đường vô đẹp quá. Hôm nay về là chuối rồi nó mọc lên lại rồi, chứ bữa trước là nguyên cái vườn chuối thì nó ngã sạch trơn. Đây. Wow. Đây thưa quý vị, hôm bữa trước là Trâm rất là buồn. Tại vì cái căn nhà mà mình kêu gọi Mạnh Thường Quân với lại mình với lại chị Kiều bỏ tiền túi ra kêu gọi Mạnh Thường Quân để xây, mình up lên thì mọi người chê, nói là sao 100 triệu mà lại xây cái nhà nhỏ xíu. Mà bây giờ mình nhìn ở ngoài nè Vũ, nhìn ở ngoài cái nhà bự lắm em. Trời ơi, không ngờ là cái nhà ở ngoài rất là bự luôn. Nè em, do cái góc hình chụp lên đúng không? Chưa thấy bự không? Bự mà rộng rãi nữa. Ủa bữa nay thợ không làm hả ta? Hả? Ủa cô chú đâu rồi ha? Chú Văn ơi! Chú ơi! Con ngồi bắt Trâm nè. Bữa Tết con ghé con thăm nhà mình nhớ không? Nhớ hả? À, chú đâu? À, đi hợp tác hả? À chú đi hợp tác hả? À, đây rồi, nhà cửa cô ăn cơm chưa? Ăn được. Đây dẫn con ra con thăm nhà mới chứ chuẩn bị xây cho sang mà. À, để cô dẫn ra nhà nghe. Bữa nay là vườn chuối là được, bữa trước bỏ là sập hết nhỏ là trơn nha Vũ ơi. Bữa nay mạc lên được quá trời cây rồi kìa. Còn một cô nó đang mất tiêu rồi. Cô chắc cô đâu trong nhà đó, đây là cái nhà cũ của cô chú nè. Nhưng mà nó cũng cũ lắm rồi quý vị. Nhìn vậy thôi chứ nó có thể sập bất kỳ lúc nào. Còn một cô nữa đâu. Cô à, cô chào bà. Chào cô. Cô nhớ con không? Đưa cái mic đâu em. Cô nhớ con không? À. Trời ơi, nhớ bé Trâm luôn. Nhớ con luôn hả? Ừ. Rồi đi, ra nhà mới chưa? Chưa. Chưa để, ra nhà mới nè. Để lò sao rồi. Có thằng thợ nó về, nó có dạy nó nè. Để con về. Rồi còn chỗ nồi con xuống con chê mà rửa ái chưa bình tĩnh đó con à. Chưa ái mà rồi, à, rồi, rồi, vui không? Có vui không? Vui. Có nhà mới vui ha. Vừa nói ăn nhờ con với nhờ nhà nước nữa. Dạ. Dạ, nói chung là Mạnh Thường Quân này nào ủng hộ cũng nhiều. Đó thì bây giờ con xuống coi tới tình hình xây nhà tới đâu rồi cái con đi mua sắm cho mình. Đi mua sắm nhà cửa mình này kia, con mới ở Sài Gòn về. Ôi trời, chào mà. Rồi bao lâu con vô khỏe đỡ chưa? Chưa rồi, cũng đau. À, con đau miết à. Con em đó con đau ghê em rồi. Dạ. Phải là phải con. Nhà chưa đi ra nhà mới luôn nè. Chưa. Giờ đi không? Ừ. Ờ con ra đi. Đi ra. Chú trời ơi, đi ra nhà mới luôn nè. Bữa giờ xây mà chưa ra luôn. Nó để nó trước sau mình cũng vô mà. Dạ. Ừ. Đây nhà mới đây. Nói chung là mấy cô vui lắm. Mà mấy em mấy cháu rồi, mấy em mấy cháu cũng ra đây thăm mà. Dạ. Thăm nhà thăm cửa đây. Thấy bò. Đây là cái phòng khách nè quý vị. Đây là cái phòng khách nè. Đó, nhìn tinh hình nó nhỏ nhưng mà nó to giả man luôn á. Đây là một cái phòng ngủ nữa nè quý vị, một phòng ngủ nhỏ nè. Rồi đây một cái phòng ngủ dành cho cô chú nữa nè. Đó, hai cô ngủ một phòng, chú ngủ một phòng. Còn cái này là cái bếp với lại cái toilet nữa. Chu cha rộng ngày mơ. Đây nè, toilet nữa nè. Đây là cái toilet nè, còn cái này là cái bếp. Thì cái bếp này là ngày mai á con đi ra chợ con mua bếp ga về xè nha. Nha, mua bếp ga xè nha. Cha giống được.
mua mua bếp ga xe nghe. Ok không? Ok. Ok. Đó. Rồi, mua 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 bếp ga về để đây. Mình nấu bếp ga ha. Xong rồi mua cho cái kệ đựng chén, đũa, muỗng này nọ ở đây nha. Đó. Cô vui không? Vui chứ. Vui hả? Rồi bữa nay còn đi mua thuốc, lấy thuốc ở ngoài Quảng Nghệ không? Còn. À, chú chở cô đi hả? Dạ. Chú ta đứng rung tay chân rồi rung hết cho mà tạo nghiệp ghê không? Chân rồi đã rung hết rồi đây nè. Thôi đi. Thôi đi, đi tham sơ thôi, chứ về bển nghỉ đi chứ để... Không được. Dạ. Bữa nay thở hả cô? Mà chiều nay nó nghỉ à, đã sắp rồi chồng nó xuống à, nó qua chỗ nó rất mãi à, nó mới dạ. Nó mới chiều nó chắc rồi sẽ lẹ nữa dạ. Đó chị Kiều vô đó. Hello chị à. Chú cha cái nhà nó bự gì đâu á, bự cái nhà ở ngoài bự lắm quý vị. Hôm bữa trước trong chị Kiều ở đây chụp hình vô do cái góc chụp cho nên nhìn nó nhỏ, kêu xây cái nhà gì mà 100 triệu nhỏ xíu này kia. Trời ơi, buồn dễ sợ. Tại vì 100 triệu mà dài là tính ra đỡ hết. Ừ. Cái tiền công nó đỡ chiếm nhiều lắm rồi đó. Mà khi mà mọi người làm cho mình, mọi người cũng giảm giá này nọ kia dữ lắm chứ. Cũng tội mấy chú thợ chứ. Tại vì em biết sao, cái công bữa nay thợ mát lắm, vật liệu nó cũng rất là mát. Nhưng mà thợ là cũng trong nhà mấy chú quen biết á. Ừ. Rồi mấy chú cũng có cái tâm một chút. Thầy khá là tự ăn tự uống nữa, buổi nữa đồ nước rồi là mấy chú tự lo hết á. Chú qua tàu dữ trời. Làm có bữa mẹ chú làm không chị? À, chú Vang đâu cô? Mẹ chú làm không cô? Mẹ mọi người làm không? Mai buổi nghỉ xong hả? Làm vậy? Ý là còn cửa nữa, ráp cửa nữa là xong nè. Cửa tại vì cửa này mới có ráp khung bao á. À. Khung bao để cho nó khô xong. Đúng rồi chị, vô nè, vô đây rộng chi. Ở ngoài nhìn rộng mà. Mình lên nó cái nó cốt nền á, nó chưa thành là vì hồ rồi nó không phải do chị chụp á. Mọi nguyên dân người ta chửi em là do chị chụp, chị hiểu không? Do chị chụp cái góc, có nhìn cái nhà đúng nó rồi. Nhỏ cho nên á có người vô che chăm nó kêu là làm nhà mà làm gì mà cái nhà nhỏ xíu 100 triệu mà làm nhà nhỏ xíu, trời ơi, buồn dễ sợ. Tại vì em biết sao, bữa là trời nắng quá, xong chị mới đứng ngay góc chuối đó, chụp đúng xéo. Rồi, mình không nên chụp thẳng được. Không có chụp thẳng là bữa nó thợ làm với hơn nữa, đồ đạc nó cũng ngổn ngang. Mà bây giờ có nó có một được. Chút xíu đi chăng nữa cũng em mà đi chê như vậy trơn á, đúng không? Nhưng mà cái diện tích nhà thì 44,5 mét vuông. Em tính thì 44,5 mét vuông. Em thấy là xây cái trần này cao như vậy là thoáng nè. Còn cô ở à? Dạ. Chú ngồi ở nhà đó lớn rộng hơn nhà cũ cô ở trong nhà kia đó. Nhưng mà thích nhà này hay nhà cũ? Không, cái rộng á cô, cái lần rộng nhà đấy mà rộng hơn nhà cũ cô. Nhà rộng hơn nhà cũ luôn, nhưng mà giờ thích nhà mới hay thích nhà cũ nè? Nhà mới chứ. Nhà mới, nhà vui lắm quý vị. Bữa giờ muốn vui lắm đây nè, mình mà mình thấy rõ nhất là cô nè. Cô là phải mỗi tháng là phải đi ra bệnh viện Quảng Nghệ để mà lấy cái thuốc tâm thần uống vô. Mà bữa nay mình đợt trước đó nha, mình nói chuyện với cô không biết một cái gì hết. Thiệt. Mà đợt này nói chuyện với cô nhớ bé Trâm này kia là giỏi lắm luôn rồi đó. Sao đợt này cô nhớ con vậy? Nhớ chứ. Nhớ hả? Thì bữa nay đỡ đó, bữa nay đỡ bệnh đó quý vị. Trời ơi, này là mình vui lắm luôn á. Cả cuộc đời mà mơ ước có được một cái nhà mà. Cô vui lắm đúng không? Để con đi sắm sửa này nọ mua cho một cái tivi. Để mua tivi rồi kéo cáp về coi phim nha. Cái gì mai mốt coi phim thấy con chứ. Nha. Mua cho tivi, mua cho cái bếp ga. Rồi mua mấy cái vật dụng. Có một cái thằng kia nó nói vậy nè. À, cái nhà này 100 triệu chắc nó xây 20 triệu còn 80 triệu nó nhét túi. Trời ơi, nó dạy mà ớt chi mà ớt dữ trời. Đọc miệng, đập mồm, đập miệng thiệt chứ. Thì đúng rồi. Chụp tới mình nè, chị Kiều, thôi vô chị Kiều. Dạ. Không, ngày hôm nay thật sự là em tới em bất ngờ luôn á, là tại vì em thấy cái nhà của mình cái trần nó rất là cao, nó thoáng, nó mát nè. Rồi, yeah. Dạ, chú chị. Dạ, hôm trước em về em thăm á, hôm trước Tết á, không hề biết một cái gì hết. Bữa nay mừng lắm. Bữa trước không biết em không nhớ gì trơn mà tự nhiên bữa nay vô kêu cô nhớ con không, cái bé Trâm lại hết hồn luôn á chị. Nhớ luôn, đọc biết. Nói chung là bữa giờ
Trời ơi, tự nhiên cái bé Câm em hết hồn luôn á chứ. Bữa nay em nhớ giờ là mừng lắm luôn á trời. Đó. Thằng coi bữa giờ tay chân là đã bất rung chưa? À, nó, anh đó cũng còn hề, hề chân nó rung, anh nó rung thôi con. Nó rung tới giờ, buổi chiều á, buổi chiều nó lạnh là nó hay rung. Nó hay rung, hề cái chân nó, hề chân nó rung, nó nấu nó rung rồi. Cho nó vậy đó. Rồi mai mốt có làm toilet này kia rồi là mình không có đi ở ngoài nữa. Mình đi vệ sinh ở trong đây nè. Đó, mình tắm rửa này kia, nước nóng này kia mình tắm, mình tắm rửa cho người mình nó sạch sẽ rồi nghe. Lần này cũng lo gạch chung á, cái chỗ bán vật liệu đó người ta cũng tội lắm, người ta nói làm nhà cho ba chị em chú thì người ta lấy y với góc nhập xong rồi người ta bắt y vậy luôn á. Ta không có lấy lời, không lấy tiền sang, không lấy gì hết á. Hello, chị cạnh em. Tội. Ngày 30 hả chị? Dạ chóng, ngày 30 em vô Sài Gòn rồi, tại em đang ở quê. Có xô quý vị ơi. Vô mánh rồi. Cái rai của con đó giống thằng trường quá. Dạ, có gì nhắn tin giùm em nha, tại vì em đang quay á. Dạ, ok chế, dạ. Đó, thấy chưa, về thăm cô là hơn đây nè, có xô rồi nè. Người ta mời con ngày 30 nè, có xô cũng mới có tiền con mua đồ cho mình. Là thật ra là hôm qua nay á, xô diễn đó. Dạ, hôm qua nay là có tài chị gửi cho cô chú được 2 triệu he. Chị kia cho 1 triệu, cô Vương cho 200, với lại bé Linh cho 1 triệu. Đó, là để con phụ con mua đồ dụng cụ nhà. Ví dụ như mua tivi, tủ lạnh này kia nè. Đó, mua cho cái tủ lạnh chịu không? Mua tủ lạnh không? Giờ mua cái gì cho cũng ưng hết trơn á, hồi đó giờ không biết cái tủ lạnh là cái gì. Tivi cũng không có luôn, đó giờ cô có tivi chưa? À có tivi. À có tivi đúng không? Đời cũ cái tivi nhỏ xíu xíu giống mẹ tính á mà. Đó. Đó. Nên là cái nhìn á, cái nhà nó bị nhỏ. Đúng là nhìn cái nhà trong hình là nó cũng nhỏ thiệt, nhưng mà nếu thực tế thì nhìn ra bên ngoài chú cha cái nhà này thiệt, chứ em nói thiệt chị là em nhìn em hết hồn á. Chị, em đi rất là nhiều cái nhà tình thương rồi, chưa có cái nhà tình thương nào mà bự về cái nhà này đâu, em nói thật. Vũ đi hả? Mà quý vị biết cái nha, là đất ở đây nè, mưa gió lũ lụt này kia là nó trũng xuống luôn, nó sâu lắm á. Để mà xây cái nhà này là đổ đất lên là biết bao nhiêu. Đổ đất lên biết bao nhiêu luôn á. Ồ. Đi ra ngoài đi em ra ngoài em vô quay vô đi. Cho mọi người coi là cái nhà nó rộng cỡ nào. Thiệt cái chứ hôm bữa trước Trâm buồn thật sự luôn á. Mình ấp cái nhà lên mình cũng vui, mình cũng vì cô chú, mình thấy cô chú tội quá, mình cũng muốn xây cho cô chú cái nhà. Mà có người này người kia vô nói này kia, đương nhiên là tinh thần mình không có lung lay rồi, nhưng mà những cái thành phần đó nó làm cho mình bị buồn, hiểu không? Dẫu vô chê cái nhà 100 triệu mà làm cái nhà gì nhỏ xíu à, mà mọi người nhìn ngoài thực tế mọi người thấy cái nhà rất là to luôn á. Bản thân em thấy rất là to. Em đứng ngay đây nè, trực diện á, nó mới nhìn nó mới thoải mái, nó thoáng được. Bữa chụp xéo xéo nên nhìn nhà nhỏ đúng rồi. Thiệt tình chứ. Đó. Nhỏ lại. Đó quý vị. Nhà vậy mà nhỏ gì nữa. Nè đây nè. Đổ đất á hả, là phải đổ đất từ ở dưới đây đổ lên nè, lắp lên biết bao nhiêu xe đất. Đây là hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp với lại một toilet. Chu cha. Nha. Đổ nền lên xong rồi ở đây là hả, bốn ô gạch nè, bốn ô đá. Đó, ngoài đây là làm chỗ toilet này kia cho cô chú nè. Rồi bây giờ Trâm sẽ đi đi sắm sửa. Chu cha, cô chú nuôi gà nữa, tạo ghê á. Đó, mọi người thấy rồi đó, bệnh tật này nọ đâu có làm gì ra tiền đâu. Ở nhà chỉ trồng chuối thôi. Kinh tế chính của chú là trồng chuối, rồi trồng chuối có tới mùa có trái rồi mới chặt đi bán.
Không mà được á, chị thấy xây cái nhà vậy đó. Ừ. Tại cái chỗ mà rửa chén đó nữa thì thêm bao nhiêu nữa thì em bù. Ừ, không đó. Đó. Rồi bây giờ thì Trâm về ra Trâm coi tình hình xây nhà ở đây. Thì ở đây ở ngoài quê có chị Kiều là chỉ bên hội chữ thập đỏ là chỉ lo hết rồi. Đó, Trâm rất là vui khi mà có chị Kiều ở đây chỉ lo mọi thứ. Đó, từ xây từng cái chút là chị Kiều vô đây chỉ lo cho bàn giao cho thợ hết. Ngày hôm nay đã hoàn thiện được một cái già như vậy là mình cũng rất là vui. Đó. Thì bây giờ là ở dưới cái bếp á, thì nó còn thiếu cái kệ để mà cái đó là gọi là gì ta, để đựng bếp ga, để đựng bếp với lại cái chỗ rửa chén á, thì mình sẽ bù tiền thêm vô mình làm cho cô chú luôn. Rồi ngày mai mình đi chợ mình sắm sửa đồ mới này kia cho cô chú luôn ha. Cho cô cái nhà cô chú nó đầy đủ, nó ấm cúng luôn nha. Rồi Tết con về, Tết con về con ra cái mình ăn Tết ha. Ok không? Rồi. Cô có muốn cảm ơn mọi người không? Cảm ơn chứ. À, cô cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cô. Rồi, cô vậy thôi chứ. Rồi, cô cảm ơn mọi người. Cảm ơn. À, cảm ơn. Vậy thôi đó. Cô ơi, được cái nhà cho ba cô chú vậy, bọn con rất là vui. Với chức năng của người làm nhân đạo từ thiện mà gặp em bé Trâm là thuận duyên với các mạnh thường quân như thế này á. Em có duyên với chị á. Có duyên lắm á. Nên là hỗ trợ cái nhà cho cô với chú được, con cũng không nghĩ rằng là xây được cái nhà như thế này đó. Thiệt em, cô không nghĩ luôn á. Mới ngày nào hay chị em tiền. Ngày nào hay chị em cũng nhắn tin với nhau, nói trời ơi bây giờ có bao nhiêu tiền rồi mà chưa đủ tiền xây nhà cho cô chú. Nó nói xong tự nhiên giờ có cái nhà rồi nè. Đó quý vị, mình cố gắng mình nhỉnh cái chỗ này một chút chỗ kia một chút là được. Em nó đau, tại vì cô hàng tháng cô đi rồi bệnh viện cũng tốn tiền nè, rồi chú thì cũng không làm gì ra tiền hết, đâu có gì thu nhập đâu. Mấy sào lúa mà chú phải nuôi người chị, rồi chú nuôi người em nữa, một tháng về chi phí ăn uống sinh hoạt rồi đau ốm rồi mỗi lần mà đổ xăng, có bữa đi đổ xăng chở cô đi bệnh viện không có tiền đổ xăng nữa đó, phải đi mượn 50.000 đổ. Tội ghê luôn á, mượn 50.000 đổ xăng chở cô đi xong chị về khát nước không dám vô quán uống luôn, tội lắm. Chợ đem theo một chai nước. Mà bây giờ em đang lo vậy nè chị, mua bếp ga về rồi á, mà sợ là xè hết cái bình ga đó rồi không có tiền mua ga này chứ. Ừ, đâu có chừng nào mà có. Bình ga chú nấu ba cô chú này nấu cũng 5 tháng. Một bình ga trời ơi. Rồi bây giờ thì để em kết thúc cái clip ở đây nó cũng về rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cũng như là cảm ơn chị Kiều đã hỗ trợ Trâm. Dạ. Chị Hội Chữ Thập Đỏ nó cảm ơn em nhiều với các Mạnh Thường Quân nữa đã đồng hành kết nối của bên em để xây dựng được căn nhà cho ba cô chú Quỳnh Quang Vang ở Phú Minh. Dạ rồi. Hy vọng là ngày mai con đi sắm sửa xong rồi xuống cái nhà mình nó sẽ hoàn thiện hơn ha. Thì nó còn thiếu một số đồ dùng. Thiếu một số đồ dùng. Ví dụ như bếp ga nè, cái chỗ mà cái kệ. Nhưng mà thì chị nói anh Dung 15 phút nên Dung chạy vô rồi anh sẽ nói chung bao nhiêu mấy gặp với cắt đó nên để cho mà, cái bếp cho mà bây giờ xây nhà mới rồi có ở nhà này không ơi, ở nhà cũ. Nè, chồng về nhà mới ở hết cho con nhà nào cũng ở cho cho vui của nhà mà. Nhà cũ rồi mình định làm mình định sao? Thêm thì cũng ở đó chứ. Để đồ thôi chứ ở gì nữa. Để đồ thôi ở nữa nó sập á. Nó sập không biết lúc nào đâu nha. Thì nó là con là hai này ở luôn. Không ở đây á. Rồi thôi. Xin chào quý khán giả. Rồi cảm ơn quý khán giả như là Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn chị Kiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Và cảm ơn Mạnh Thường Quân đã kết nối anh em. Rất là thuận duyên. Rồi hy vọng là từ giờ tới cái lúc mà Trâm đi vô thì nhà của cô chú sẽ hoàn chỉnh rồi. Trâm sẽ quay lại cho mọi người nữa nha. Bye bye. Mừng bữa nay thấy tỉnh táo nhà.